Tám La Mã Phẩm Thắng, bài Năm La Mã Truyền Phược. Vật gì truyền phược đời, vật gì dẫn hành đời, do đoạn trừ pháp gì mọi truyền phược. Đoạn diệt. Thế Tôn, chính hỷ truyền phược đời, tầm cầu dẫn hành đời, do đoạn trừ khác ái mọi truyền phược. Đoạn diệt. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Thanh Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào phần chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức nhưng mời tất cả quý vị tấn tâm thanh tịnh làm lễ tam bảo một cách tốn tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Thầy cả chư thiên và nhân loại, đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức có thể căn ngang. Kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thì cái phần chánh kinh thì cô Nhật Quỳnh đã post lên và cũng đã đọc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái vị chư thiên này đó hỏi Đức Thế Tôn ở trên đời này cái gì là triền phược đời. Thì cái triền phược nó là một cái danh từ Hán Việt. Triền nó là cái chướng ngại, cái ngăn che. Phược là cái sợi dây. Triền phược ở đây là những cái sợi dây nó ràng buộc những cái chướng ngại mà nó cản trở trong cái sự tu tập của chúng ta. Thì ở trên đời này cái gì nó là cái mà nó cột trói chúng ta vào cái cổ máy sanh tử luân hồi, hay là nó cột chúng ta vào cái cổ máy của vòng quay bất tận của thế gian. Thì Đức Thế Tôn mới giải thích là chính là hỷ, cái vui cái thỏa thích trong các cái thế gian mà nó là cái sợi dây
nó cột trói mình trong cái vòng quay bất tận của khổ đau, là cái vòng quay bất tận của sinh tử luân hồi. Rồi vật gì dẫn hành đời thì chính là cái tâm cầu, tâm cầu dẫn hành đời. Thì cái sự mà tìm kiếm, tìm kiếm những cái điều mới mẻ, khám phá những cái mới mẻ, những cái tiện nghi nó cao hơn những cái loại mà để cho những loại thuốc để mà nó trị bệnh mau chóng hơn, rồi những cái đời sống nó được được cao quý tốt đẹp hơn về vật chất. Thì quý vị thấy rằng đó, tất cả những cái vật dụng từ nhà cửa xe cộ cho đến những cái tiện nghi lợi ích, những cái điện thoại luôn luôn là nó thay đổi, nó được nâng cấp, rồi cái chức năng nó nhiều hơn, rồi đủ thứ cái ở trên cái điện thoại đó, chứ không phải là nó chỉ để alo alo thôi. Ngoài cái chức năng chính của nó là để alo alo, thì nó còn rất nhiều, nào là quay phim chụp hình, rồi là bây giờ có thêm chức năng để mà thanh toán, rồi đủ thứ chuyện hết đó, thấy không? Đó cho nên đó là cái sự sự tầm cầu này nè, sự tìm kiếm này nè, nó dẫn chúng sanh. Rồi khi mà tầm cầu ra được những cái điều mới lạ, cái chức năng nó nhiều hơn, nó tốt đẹp hơn, nó tiện nghi hơn, rồi thuốc men thì nó trị bệnh một cách nhanh hơn, duy trì cái mạng sống nó được lâu hơn, thì sao? Thì người ta thỏa thích trong những cái tầm cầu này nè. Chính những cái tầm cầu này nó tạo cái niềm vui, cái hoan hỷ, thích thú trong cái tầm cầu, cái tìm tòi cái này. Cho nên á, là chính cái này á, là nó dẫn dắt đời. Rồi nó gì, nó cột trói trong trong cái những cái tầm cầu, những cái sự hướng đến về vật chất ở thế gian, những cái niềm vui thụ hưởng, những cái sắc thinh vị xúc của thế gian, đắm nhiễm, rồi sao, rồi cái sự niềm vui này nè, cái tầm cầu này nó không có biết đủ, mà sao nó luôn luôn nó khao khát, luôn luôn là nó khao khát, nó tìm tòi cái mới hơn, những cái món ăn này đó, những cái món ăn này á, bữa nay thì thấy là nó là thượng vị, nhưng mà qua ngày mai á, phải tìm kiếm những cái món nào mà nó ngon hơn, nó ngon hơn không chưa đủ, mà bài trí cho nó đẹp hơn, nó thu hút về cái vị chưa đủ, mà nó còn phải thu hút về cái nhãn căn nữa, cái nhận thức, cái cảnh nó phải đẹp, rồi sao phải có những cái mùi hương nó thơm hơn, nó thu hút hơn, đó. Cho nên nó là chính cái khao khát này nó không bao giờ biết đủ. Đức Phật nói là cái trong cái mà thỏa mãn về cái khẩu vị á, trong cái ăn á, không bao giờ biết đủ, thỏa mãn trong
cái thụ hưởng nhục dục không bao giờ biết đủ. À, cho nên chính vì cái những chúng sanh phàm phu ở trong thế gian này đó chạy theo những cái tham muốn, tìm kiếm những cái vật chất của thế gian, cho nên nó là nó phải không, nó là một cái sợi dây, một cái phương pháp mà một cái để mà ngăn che chúng ta không có thấy được cái chân đế. Đó, chính cái quý vị nhìn trong cái phần gọi là thập nhị nhân duyên thì cái nguồn gốc căn cội của tất cả các pháp bất thiện là gì, là vô minh và ái. Cho nên á là chúng ta phải phải hiểu biết cái điều đó. Rồi nha, những người mà muốn thoát ra, muốn thoát ra những cái triền phược này á, thì sao? Phải phải thực hành cái hành là xả ly, thoát ly ra những cái tham muốn này. Vì khi mà chúng ta bị những cái khao khát tham muốn tầm cầu để thỏa mãn những cái tham muốn ở thế gian này đó, thì Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Không biết là quý vị có nghe lại được không ạ? Dạ dạ cảm ơn. Dạ, nó đường truyền nó hơi bị trục trặc chút, xin quý vị hoan hỷ ha. Thì khi mà chúng ta hiểu biết tất cả những cái tầm cầu vật chất ở thế gian này nó là một cái chướng ngại, nó cột trói chúng ta, để mà chúng ta không có thoát ra được. Thì nó có loại, nếu mà nói ngắn gọn thì nó có những cái, có năm cái triền: dục triền, sân độc triền, hôn thị triền, trạo hối triền và hoài nghi triền. Là cái dục triền là cái gì? Nó khao khát cái dục lạc ở thế gian. Sân độc triền là gì? Sân hận ác ý. Thì tham muốn tầm cầu nhưng mà không được như ý thì sao? Bất tội nguyện thì bắt đầu mà bực bội, sân hận, nảy sinh ác ý, để mà trả thù. Rồi hôn thụy, tức là giả dụi, mê ngủ, đúng không? Trời ơi, thời tiết này lạnh quá, dậy sớm dậy sao nổi, thôi ngủ thêm chút nữa đi. Trời ơi, trời lạnh lạnh này mà ngồi hành thiền sao được, thôi vô ngủ sớm một chút. Chính cái những cái này đó, cái giả dụi, rồi cái tâm nó co rút, để mà cản trở cái sự nỗ lực, cái sự tinh tấn. Trạo hối là cái tâm sao động lo lắng,
si tư toan tính, nhớ tưởng những cái chuyện đã qua, rồi tính toán những cái chuyện là sắp tới cho tương lai, không bao giờ cái tâm nó ở yên, không bao giờ nó sống trong hiện tại, hoài nghi, thì cái gì, nghi ngờ ngờ vực, rồi tưởng tượng quan tưởng thế này thế khác, không biết nỗ lực hành thiền này có đem đến cái lợi ích gì không, không biết hành thiền như vậy thì nó có đem đến cái lợi lạc gì không, mình học như vậy á là có lợi ích hay không đó. Chứ thì cái hoài nghi này mà chúng ta không có cố gắng, thì nếu mà từ từ cái năm năm cái tiền này đó, năm cái tiền này đó, thì nếu mà chia sẻ thì nó trở thành là 10 10 cái tiền, thì nó gì, ái dục tiền, đó là gì, đó là sở hữu tham. Ái sắc tiền là nó là tầm tham hợp với bốn tầm bất tương ưng. Rồi vô sắc tiền là gì, là tham hợp với bốn tâm tham bất tương ưng. Phẫn nộ triền là gì, trả sở hữu sân. Ngã mạn triền là sở hữu ngã mạn. Tà kiến triền là sở hữu tà kiến. Giới tấm thủ triền nó là cũng đi chung với sở hữu tà kiến. Hoài nghi triền là sở hữu hoài nghi. Phóng vật triền là sở hữu phóng vật, và vô minh triền là sở hữu si. Nếu mà mình nói ngắn thì năm, mà nếu mà chia sẻ chi tiết hơn thì nó trở trở thành 10. Chính những cái triền phược này đó mà nó đã ngăn cản, nó trói buộc chúng ta không có sự nỗ lực để mà phát triển tu tập. Cho nên chúng ta phải cố gắng, khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp thì phải cố gắng thật nhiều, thật mạnh mẽ thì mới có thể mà vượt qua được những cái triền phược này. Còn nếu mà cái sự quyết định, cái sự nỗ lực chúng ta mà non yếu là sao, chúng ta sẽ bị nó trói buộc, nó kéo trở lui, thấy không? Thì quý vị thấy rằng á, ngay chính trong cái nội tâm chúng ta, chứ đừng nói ai hết, mình quay lại, mình phản tỉnh, mình nhìn lại ngay trong cái nội tâm của chúng ta. Bây giờ mình biết là có một cái khóa thiền sắp sửa mở, mà mình cũng có điều kiện, mình cũng có thể đi dự được đó. Như sao cái tâm còn chần chừ lùi sục, rồi sao khi mà cái tâm mà chần chừ lùi sục á, đã bắt đầu những cái triền phược này nhảy ra, thôi trời ơi, lúc này mà dịch bệnh rồi tùm lum hết, mà đi hành thiền nó nguy hiểm lắm, chưa biết đắc được cái gì, mà chẳng may mà đắc được cái covid đó là về là mệt rồi. Rồi bây giờ có một cái tục lễ gì đó tạo điều kiện để mà dân cúng, để mà bố thí thì lúc đầu đó mình cũng muốn đi, mình cũng muốn đi để mà mình gieo trồng những cái thiện nghiệp. Nhưng mà sao bắt đầu là cái phiền não, nếu mà chúng ta không mạnh mẽ đó, phiền não nhảy ra nó cản trở liền.
Trời ơi thôi hả, mình còn đời sống mình còn khó khăn quá, còn túng thiếu quá mà mình đi phước làm gì? Bây giờ mình phải lo cho mình trước cái đã. Bữa nay mình cũng sức khỏe mình cũng đủ, còn bệnh quá, đi sợ về nó bệnh nặng thêm thế này thế khác đó. Cho nên là trong Pháp Cú Kinh Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta là sao? Khi mà cái tâm thiện đó, những cái tâm mà khởi lên để thực hành cái thập hạnh phúc đó, chúng ta phải làm ngay, phải nhanh chóng làm, chứ nếu không á là cái phiền não nó nhảy ra, nó ngăn trở, nó lôi cuốn chúng ta, nó kéo chúng ta trở lại. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, đây là một cái cuộc bơi ngược nước. Thí dụ như bây giờ cái người mà bơi ở dưới sông á, thì quý vị thấy rằng á, nếu mà những người mà thả trôi theo cái dòng nước á, thì nó rất là dễ. Chỉ cần giữ vững cái thân, nó thăng bằng, nó nổi ở trên nước, không có phải cần nhiều sức, thì nó cũng trôi theo cái dòng nước rất là dễ. Nhưng mà chúng ta muốn muốn băng qua bờ bên kia đó, không? Thì chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều, phải dùng sức rất là nhiều đó, thì mới mới chống được cái sự cuốn lôi cuốn của cái dòng nước. Cho nên á, chúng ta những người mà muốn tu tập á, thì cũng phải giống như vậy. Chúng ta phải phải mạnh mẽ, rồi phải tinh tấn, phải nỗ lực, phải giữ vững cái ý chí kiên cường để thực hành những cái hoài bão, những cái mong muốn để thực hành giáo pháp. Còn mà nếu mà chúng ta chỉ cần lùi sụt một chút, dễ vui chút là sao? Là nó cuốn mình đi trôi lăn không biết bao nhiêu xa mà nói. Cho nên là trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng cái dục tham ấy, cái tham muốn rất là mạnh mẽ. Tại sao? Nó là cái căn cội nguồn gốc, nó tiềm ẩn ở trong tâm chúng ta đó, từ nhiều 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 đời nhiều kiếp rồi. Không phải là một kiếp này thôi. Cho nên á là chúng ta phải tu tập, phải nỗ lực thật nhiều, thì mới mới mong là có thể thể an ổn để mà vượt qua, để mà tu tập được. Còn nếu không á là nó vẫn cuốn trôi như thường. Thì quý vị thấy rằng cũng có những cái vị đó xuất gia, nhưng mà một thời gian ấy, do cái chướng duyên, chướng nghiệp nó quá nặng, nó vẫn lâu cuốn mấy vị này rớt trôi lăn trở lại cái thế gian như thường. Đó, cho nên đó là từ những người phàm phu, những người cư sĩ tại gia hay là bậc xuất gia cũng vậy, chúng ta phải phải ghê sợ nó, phải kinh tởm nó, giống như những cái vật mà ô uế, phải phải ghê sợ kinh tởm nó, giống như là những cái chất độc, giống như là axit vậy đó. Ai mà đụng tới nó rồi là coi như là tiêu hết, tan xương nát thịt hết, chứ không có nói gì hết. Cho nên á là mình phải phải sao
mình phải phòng hộ, phòng bị, hay là nó giống như là lửa, ai đụng tới là đều nó bị nó thiêu đốt hết. Đụng một cái khoảng nhỏ thì nó sẽ bị phỏng, bị tai hại ở một cái chỗ đó. Còn nếu mà xúc chạm mà nhiều hơn thì cái nơi mà bị phỏng nó rộng hơn. Cho nên á, là đối với các cái phiền não chướng ngại là chúng ta phải phải phòng hộ, phải thật là kỹ trong mọi sát na, trong từng giây từng phút, chứ không có nói là chúng ta dễ vô được với các cái phiền não. Cho nên đó, là đối với phiền não là đừng bao giờ xem thường, đừng bao giờ chúng ta tự mãn trong cái sự tu tập của chính mình, rồi mình xem thường phiền não là coi chừng nó quật mình té ngã liền. Hôm nay đó mình hành thiền, mình vượt qua được những cái chướng ngại, nhưng mà ngày mai hay là một lát nữa mình ngồi thiền thì những cái pháp chướng ngại nó đến mạnh mẽ hơn, cái pháp nó đối nó lôi cuốn mình cao hơn. Cho nên nếu mà trong cái sự học, cái pháp hành của mình chỉ cần chúng ta dễ vui, tự mãn thì sao chúng ta sẽ bị nó quật ngã liền. Cho nên á, Đức Thế Tôn trước khi mà vô dư niết bàn đã căn dặn tất cả, nhưng mà đề cập đến cái hàng xuất gia trước, là luôn luôn phải nỗ lực kiên trì tinh tấn, không nên dễ vui, các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, các pháp là vô ngã. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết cái đó để mà chúng ta tự mình phòng hộ để chính mình. Mỗi người tự phải trang bị những cái dụng cụ để mà tránh né trước cái sự tấn công của phiền não. Hiểu giờ như chị thấy người ta sử dụng những cái khẩu trang, rồi những cái tấm nhựa trong, để gì, để che chắn cái những cái con virus nó tấn công, không đó, rồi phải mặc đồ bảo hộ, đeo bao tay, rồi đúng thứ chuyện để mới tránh được cái sự tấn công lây nhiễm của bệnh tật. Thì đối với tất cả những cái phiền não, những cái triền phước cũng phải vậy đó. Mình phải phòng hộ các căn, phải che chắn, chứ nếu không là nó xâm nhập vô. Khi mà nó xâm nhập vô rồi thì có nước là chết rồi. Cho nên đó là chúng ta phải phòng hộ, mà phải đề phòng từ xa, là chúng ta phải các căn mình phải căn phòng một cách cẩn thận, trông thấy chỉ có thấy thôi, biết các có một cái đối tượng nó đang sanh khởi, vậy rồi, mình phải có cái che chắn phòng hộ liền,
không có để nó xâm nhập vô đó. Rồi sao? Rồi cái đó là cái đề phòng bên ngoài, còn ở trong là sao? Mình phòng hộ bằng cách gì? Mình luôn luôn mình phản tỉnh, mình xem xét à, cái kẻ thù bên ngoài đó, cái sự tấn công từ bên ngoài á, nó nguy hiểm nè, nhưng mà mình có thể mình phòng hộ được. Còn nếu mà cái kẻ thù ở trong nội tâm chúng ta đó, nếu mà chúng ta không khéo á, là nó tấn công mà mình không biết à, đó. Cho nên đó là chúng ta phải phòng hộ đối với tất cả những đối tượng bên ngoài, nhưng mà những cái tác ý, những cái suy tính, những cái suy nghĩ từ ở trong nội tâm chúng ta đó, chúng ta cũng phải quan sát nó à, canh phòng cũng cẩn thận à, nếu không á thì nó sẽ quật ngã này. Bởi vậy nó mới là gì? Nó mới là lậu hoặc, nó tiềm miên à, nó là triền phược à, không, nó tiềm ẩn, nó ẩn tàng, nó ngủ ngầm ở trong đó đó à, nó chờ dịp, chờ dịp à, giống như những cái hạt giống á, à, cái người nông dân á, người ta gieo à, sau khi mà ta gặt lúa xong rồi đó, ta xới, cày xới, xới xong người ta xạ, xạ lúa. Hồi xưa mà ở những cái vùng mà người ta trồng lúa mùa đó à, những cái vùng đầu nguồn à, có thường thường cái thời gian đó là nước mỗi năm tới mùa lũ nước lên cao à, cho nên người ta hay, người ta dùng những cái hạt giống đó, ta sau khi mà người ta gặt xong rồi à, bắt đầu người ta cày đất xong cái ta bắt đầu người ta xạ, xạ lúa xong người ta khỏa cho cái hạt giống nó nằm yên đó, thì khi mà nước lũ về đó là bắt đầu tự động nó sẽ mọc lên à, cái giống lúa hồi xưa đó mặc dù cái năng suất nó không cao nhưng mà nước lũ cao đến đâu là nó vượt cao cao hơn cái nước đó. Thì cũng vậy, cái những cái lậu hoặc này đó, nó tiềm miên, nó ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta đó, ẩn tàng đó, mình cũng không thấy được, mình không hiểu được à. Thì sao? Một khi mà có một cái đối tượng mà nó cho là khả hỷ khả lạc à, thích ý vừa lòng đó, là sao? Nó nhảy ra nó tấn công liền à. Cho nên đó là cái kẻ thù bên ngoài đó à, mình còn thấy để mà mình phòng hộ à, mình che chắn, nhưng mà cái mà nó ẩn tàng bên trong mình đó là mới mới là cái nguy hiểm à. Cho nên đó, chúng ta phải luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác à, chúng ta phải kiểm soát cái ý nghiệp của mình à, không có nên mà lơ lửng dễ vui à. Đó, khi mà mình ngồi mình tu tập mình chánh niệm à, nhưng chỉ cần một sát na mà mình dừng nghỉ à, mình không chánh niệm á, là một cái kẽ hở, thì chính ngay cái kẽ hở này đó phiền não sẽ tấn công à, nó sẽ lôi cuốn mình phóng dật, hay là hoặc là toan tính suy tính vân 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 à, chỉ cần một kẽ hở rất là nhỏ là nó sẽ nhảy ra nó tấn công mình liền à. Cho nên á là không phải là khi nào mà chúng ta tu tập à, chúng ta mới mới phải gìn giữ cái chánh niệm, mà chúng ta phải luôn luôn phải suy niệm à, trong cái đời sống mình nó thật khăng khít à, miên mật liên tục không gián đoạn à. Còn chỉ cần mà chúng ta à, dừng nghỉ
cái chánh niệm một chút xíu là nó sẽ lôi cuốn mình, nó tấn công rồi. Cho nên á là cái triền phược này nó rất là nguy hiểm. Cho nên là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chư tỳ khưu phải luôn luôn phòng hộ các căn, luôn luôn phải có sự chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn phải có cái chánh niệm khi mặc y mang bát, khi đi vào làng khất thực. Rồi Đức Phật còn nhắc là khi đi vào làng á đem theo cái chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà khi trở về tịnh xá, khi trở về chùa cũng phải có chánh niệm tỉnh giác, rồi phải chánh niệm tỉnh giác trong lúc mà thọ thực, rồi khi rửa bát, khi ngồi nghỉ ngủ nghỉ vân vân. Nghĩa là cái chánh niệm nó phải xuyên suốt, chứ không có nên mà dừng nghỉ một giây một phút nào hết. Đó. Rồi cái vấn đề mà thực hành cái chánh niệm này nó là quan trọng, nó rất là quan trọng. Giống như một cái người mà bị cái mũi tên, thì bây giờ sao? Chúng ta cần phải nhổ mũi tên nó ra và dùng thuốc trị ngay cái vết thương đó, chứ mình đừng có ở đó mà hỏi cái mũi tên này làm bằng chất liệu gì, cái chất độc này từ đâu, cái mũi tên này từ đâu đi tới này kia nọ. Thì khi mà nếu mà mình tìm hiểu những cái điều đó đó thì cái tánh mạng mình nó không được bảo toàn. Cho nên á là chúng ta phải biết cái việc của mình là bây giờ á phải dập tắt ngay. Bây giờ một cái đốm lửa nhỏ nó vừa phát khởi thì mình phải kịp thời dập tắt ngay. Một cái vết thương nó vừa sanh khởi, chúng ta phải tìm cách mà chúng ta trị cái vết thương này liền, bằng phương pháp này phương pháp khác gì đó, chúng ta phải trị vết thương đó để nó lành lặn. Nếu mà mình không có kịp thời thì sao? Ở ngoài rất là nhiều những cái loại virus nguy hiểm, nó có thể tấn công qua cái vết thương này. Cho nên á là những cái điều mà hết sức quan trọng, luôn luôn Đức Thế Tôn đã nhắc nhở, cảnh tỉnh. Nhưng mà sao? Nhưng mà chúng sanh cũng dễ vui, cho nên bị tai hại. Cho nên á là khi mà chúng ta bị những cái chướng ngại, những cái phiền não nó quật ngã thì mình phải tự xem xét, tự phản tỉnh, tại sao mà mình thua nó, tại sao mà bị nó quật ngã, tại sao mà nó đánh cho mình một cú mình ngã lăn. Tại vì cái chánh niệm tỉnh giác, cái sự phòng hộ, rồi mình dễ vui, mình khinh địch, cho nên là mình bị nó hạ gục. Nhưng mà ráng, bây giờ mình phải nỗ lực, bây giờ mình tiếp tục, mình tu tập nữa để mình rút tỉa những cái kinh nghiệm, để mà trong những cái lần tới mình sẽ bị nó đánh nữa đó, thấy không? Thì cứ như vậy mỗi ngày chúng ta rút ra những cái bài học, những cái kinh nghiệm để mà đối trị với tất cả những cái phiền não, những cái chướng ngại chính ở trong cái nội tâm chúng ta. Thì như vậy thì lần hồi chúng ta sẽ vượt qua. Còn nếu không thì sao?
mình cứ bị nó hạ đo dáng rồi à, những cái sợi dây à, những sự ngăn trở, những cái triền phược à, nó luôn luôn nó buộc trói mình à, mình không thể nào mình thoát ra được à, mình nằm đó mình giãy giụa rên la à, thì cũng có lợi ích gì hết. Cho nên là khi mà chúng ta biết, chúng ta lần hồi à, nỗ lực tu tập à, tìm những cái phương pháp à, thích hợp để lần hồi, để đối trị với tất cả những cái phiền não à, mình phải tu tập để tạo được cái trí tuệ à, ngày nào mà cái trí tuệ chúng ta nó sắc bén à, nó đủ sức để cắt đứt à, những cái sợi dây trói buộc thì mình sẽ vượt thoát à, cho nên đó là trong những cái hạnh tạng, tức là những cái vị thánh A-la-hán sau khi mà các ngài đã chứng đắc à, cái quả vị thánh lậu tận rồi đó, các ngài đọc lên những cái bài kệ à, các ngài ví sao, ví như là những cái con voi mà nó bị những cái sợi xiềng xích trói buộc, mà nhờ cái sự nỗ lực à, những cái con voi này nó đã bứt được cái sợi xích để thoát ra. Thì khi mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực à, à, những cái triền phược giống như con voi mà nó phải làm cho đứt cái sợi dây xích để nó thoát khỏi ra cái sự trói buộc à, để được ung dung tự do à, như thế nào, thì khi mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập là chúng ta thoát được những cái trói buộc triền phược à, của thế gian, của các cái pháp à, những cái pháp lậu hoặc, những cái tiềm miên à, nó ngủ ngầm ở trong chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy à, được an lạc hạnh phúc, giống như là con voi mà nó bứt đứt sự xây xích à, không còn chịu cái sự điều khiển à, của à, những cái người này, không còn bị những cái ngọn roi à, những cái mũi nhọn à, họ đâm vào da thịt, họ bắt buộc phải phải làm việc, phải kéo gỗ à, phải khổ sở trong cái sự trói buộc của ma dương nữa à, thì đó là cái lời dạy à, cô đọng của Đức Phật trong cái đoạn kinh này à, cho nên là à, chính những cái gì, những cái niềm vui, những cái ham muốn à, tìm kiếm à, thụ hưởng cái vật chất ở thế gian mà nó trói buộc mình à, khi nào mà chúng ta có khả năng, có sức mạnh để mà đối trị rồi đi đến đoạn trừ, cắt đứt những cái à, sự trói buộc này à, thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự tự do, an lạc, tự tại à, thoát khỏi cái vòng quay sanh tử luân hồi à, thoát khỏi cái bộ máy à, khổ đau của thế gian. Thì à, với sự tìm hiểu qua à, những cái lời dạy của các bậc trưởng lão à, và trong cái sự tu tập thì cũng có chút ít kinh nghiệm để à, chia sẻ đến quý vị à, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang à, chúc à, quý Phật tử và quý tu nữ nhiều sức khỏe an vui à, để có sự biết để nỗ lực tu tập à, trong hiện tại à, hướng đến à, diệt trừ những cái triền phược
vượt qua những cái chướng ngại trong đời sống để đạt đến sự an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính thánh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thân đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh thất thiện hữu. Và cảm ơn thiền vũ, cảm ơn chi metta đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi, con cũng thỉnh sư nghỉ ngơi trong chốc lát ạ. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị có thể có gì thắc mắc trong cái bài giảng của sư mà quý vị chưa hiểu rõ, có thể đưa bàn tay lên được không? Cô Tụy Duyên hôm nay có câu hỏi gì không? Cô Tụy Duyên, dạ kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ cô Tụy Duyên ngồi im ru à. Vậy thôi dân Nhật Quỳnh kính mời Kim Nhung nha. Kim Nhung hôm nay là chạy ra chạy vô, kêu tới kêu lui mới được vào đạo tràng. Theo cái bài học này thì Kim Nhung thấy làm sao? Mời Kim Nhung nghe. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho em biết tín hiệu. Dạ, hôm nay con cũng hơi bị trục trặc về máy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thưa sư. Dạ, con kính lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào, kính lễ các cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái bài học của sư thì con thấy là rất là rõ ràng rồi. Sư đã chỉ ra các chuyển phược là bao nhiêu đó, là 5 thứ, nếu mà triển khai rộng thì có 10 thứ. Rồi sư cũng chỉ ra cái cách thoát khỏi, đó là mình cần phải xả ly, cần phải có chánh niệm. Nhưng mà con xem lại chính mình thì con thấy là mình chưa có xả ly được, mình còn dính rất là nhiều. Niệm thì cũng chưa có được bao nhiêu, thì con cũng mới đang học để hiểu nó, trí tuệ thì chưa có, nên kết quả thì con bị quật ngã liên tục, con bị trói buộc vô các cái triền phược trong cuộc sống. Mà nói thì là mình xả ly nhưng mà thực sự khó lắm đó thưa sư, vì mình còn cuộc đời sống tại gia, mình làm sao mình có thể mình xả ly được với cái cuộc sống của gia đình với thế gian. Thì con cũng đang là tập thôi. Sư thì đã đưa ra bài học thì rất là rõ ràng rồi, bây giờ thì cũng không có gì để mình phải thắc mắc về bài học này hết. Nhưng mà con chỉ đang tập tu tập, rồi con đang ở trên cái con đường để mình cố gắng thoát ra, con vẫn ở trên cái con đường ở luân hồi. Mình cũng lắng thôi nhưng mà cũng rất là khó khăn, thật sự là con thấy rất là khó khăn. Không phải nói là xả ly, mình không phải nói là buông được, trong cuộc sống gia đình không không thể nói như vậy được, vì mình cũng còn trách nhiệm với gia đình với xã hội, nên là con thấy nó rất là khó. Con hỏi sư, con thỉnh sư giải thích cho con cái chữ hỷ. Cái chữ hỷ trong cái bài này thì nói là hỷ là thì là chuyển phược đời, tầm cầu dẫn hành đời. Thì con muốn
Con thắc mắc là cái hỷ này á, thì mình đó là hỷ này là hỷ của Pi Tí hay là hỷ của Somanassa, con cũng chưa, cái là thọ hỷ hay là cái tâm, là cái tâm, cái sở hữu hỷ. Thì nó cái hỷ này nó là cái hỷ nào mà nó mạnh như vậy, nó kéo mình trôi lăn trong cái cuộc sanh tử luân hồi, rồi nói là chính hỷ là triền phược đời là do hỷ, nhưng mà nếu mà mình không có hỷ thì mình có bị cái triền phược này không? Ví dụ như là mình có hỷ tức là mình có cái sự tham muốn về cuộc sống gia đình, cuộc sống vật chất nó tốt hơn thì mình mới khổ, nhưng mà bây giờ nếu mình không không có những cái tham muốn đó thì mình có khổ không? Thực sự ra con thấy con nếu mà mình không có tham muốn đó mình cũng rất là khổ. Ví dụ như mình không có vui vẻ với con, với cháu, với gia đình, với những cái này với kia, mình không có những cái điều đó thì thật sự rất là khổ. Thì con thỉnh sư giải thích giúp con hiểu cái chữ hỷ nó là hỷ nào mà nó mạnh như vậy mà nó lôi kéo mình trôi lan. Dạ con kính thỉnh sư, dạ con xin xuống mic, dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Và cái hỷ này đó, nó là cái sự thỏa mãn, thỏa thích à, trong cái mà được cái mà mình mong cầu à. Thí dụ bây giờ á, mình mong muốn cái điều gì à, mà mình đạt được cái điều mà mình mong muốn đó à, mình thấy cái thỏa mãn, cái thích thú, cái vui vẻ à. Bây giờ nói cái chuyện mà đơn giản thôi, bây giờ trời lạnh, trời lạnh mình muốn có được một ly nước trà ấm à để mình uống à, mà khi mà mình có được cái ly nước trà ấm mình uống rồi là mình thấy cảm thấy mình vui thích với cái mà cái sự mong muốn đó à, đó là cái hỷ. Nhưng mà cái hỷ này đó là thỏa mãn trong cái tham muốn à. Còn cái hỷ mà Pi Tí đó thì sao, nó là cái pháp ở trong cái sự tu tập của pháp hành à. Thì sao cái Pi Tí nó khác nhau à. Rồi trong cái đời sống tu tập cũng cũng vậy, nó cũng có cái niềm vui, cái hỷ, nhưng mà nó không phải là thỏa mãn cái vật chất của thế gian. Cái người tu á, nó cũng có cái niềm vui chứ à, có cái niềm vui mình mới là ráng, mình mới có thể mình sống trong cái đời tu tập được. Thấy không? À, khi mà mình thấy cái đời sống mình tu tập, cái tâm mình nó an lạc, mình thoát khỏi ra những cái vướng bận thế này thế khác à, thì cũng có cái niềm vui. Cái trường hợp mà cái vị tỳ kheo này đó, trước kia là một con vua à, khi mà vị này bỏ cung vàng điện ngọc à, đi xuất gia à, đắc được thánh đạo thánh quả à, thì cái vị này cũng thốt lên cái lời mà tán thán à, hoan hỷ với cái đời sống của một cái vị tỳ kheo à. Đó thì khi mà mấy vị này mới trình bạch với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới hỏi, cái vị này mới trình bày hồi xưa đó trước khi xuất gia đó, con là một cái ông vua à, ở trong cung vàng điện ngọc có quân hầu à, có người hầu kẻ hạ đủ thứ hết, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ à, quân giặc nó tấn công ở ngoài biên cương à, lo sợ
hoàng thân quốc thích họ mưu hại để mà họ đoạt ngôi, rồi luôn luôn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà xuất gia rồi, mặc dù là ở dưới cội cây, nhưng mà vẫn thấy cái tâm luôn luôn được an ổn thanh tịnh, không có còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Đó thì chính nhờ cái mình thấy cái niềm vui trong cái sự khước từ, cái sự xả ly, cái sự từ bỏ, để mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập nhiều hơn. Đó thì cái niềm vui của những cái người mà họ đạt được những cái mong cầu, thỏa mãn những cái mong muốn đó, là nó còn còn dính mắc nè. Thành ra sao, hãy mà mong cầu không đạt được thì khổ nè. Nếu mà cầu được ước thấy thì ai cũng hoan hỷ, ai cũng tràn ngập niềm vui á, nhưng mà sợ gần chết luôn, nhưng mà nó cứ tấn công hoài. Quý vị thấy rằng cả thế giới này mà khổ đau suốt cả năm nay là sao, nó cứ hoành hành, nó cứ tái đi trái lại, trở đi trở lại hoài. Cái dịch bệnh này mà nó đeo đuổi, nó đeo đuổi dai dẳng suốt cả năm nay, phải nào phải cách ly, rồi phải ấy, rồi đủ thứ chuyện, rồi là các nhà khoa học, các nhà y học phải mà cố gắng nỗ lực tìm ra những cái loại thuốc để chủng ngừa, để chống lại với cái dịch bệnh này. Đó. Cái này có ai sợ gần chết, cái sợ gần chết có ai mong muốn đâu. Mà bây giờ xã hội là phải giãn cách, rồi phải cách ly, trở ngại buôn bán làm ăn không được, đi đâu đứng không được, đủ thứ chuyện hết, thấy thấy nó rất là khổ đau. Nhưng mà những cái vị mà người ta tu tập ở trong những cái rừng đầu đà đó, thì hồi đó giờ người ta tự tự giãn cách, người ta tự cách ly, người ta sống độc cư nó quen rồi. Thì bây giờ cái thế gian này có bị dịch bệnh rồi thế này thế khác, các vị ở trong rừng, cái sự tu tập của các ngài cũng an ổn. Thành ra đó, cái người tu nó có cái niềm vui trong cái sự tri túc, trong cái pháp hành của mình. Đó thì cái này nó cũng là hỷ, nhưng mà cái hỷ nó cao thượng hơn, nó tốt đẹp hơn. Còn cái thỏa mãn, cái thích thú, cái hỷ khi mà thỏa mãn được các căn, cái hỷ mà thỏa mãn được những cái tham muốn, những cái mong cầu, thì cái hỷ đó đó là nó sẽ đem đến cái khổ đau của đời sống của cái chúng sanh. Cho nên là chúng ta phải phải hiểu những loại hỷ nào thì mình cần phải diệt trừ. Mình cứ tham muốn, đắm nhiễm theo cảnh bên ngoài, thì mình sẽ khổ đau. Còn mình cũng có cái niềm vui, niềm vui an trú trong pháp, niềm vui trong cái sự tu tập, cái niềm vui trong cái thực hành pháp, thì cái niềm vui này đó sẽ đem đến những cái lạc, những cái trạng thái an lạc cao hơn. Thì mình phải cần phải phát triển, cần phải duy trì. Đó thì cái vị hành giả đó, cũng phải ráng nỗ lực, đạt được cái trạng thái hỷ. Thì sao? Hỷ nó mới đưa đến lạc. Và khi mà
lạc thì nó mới đem đến định. À, cho nên á, là có những cái hỷ, à, những cái tham muốn, mong cầu cần phải đoạn trừ, nhưng mà có những cái niềm vui, à, niềm vui trong sự thực hành, à, những cái niềm vui, cái thiện sự tốt đẹp, à, chúng ta phải cần phải phát triển, cần phải duy trì, à, chúng ta phải phân biệt từng cái loại hỷ, à, chúng phải mình nói, à, trong đời sống ta nói đồng âm, đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa, à, hay là một chữ mà nó có nhiều cái ý nghĩa, à, cái chữ hỷ thôi nhưng mà nó có nhiều, nó có nhiều cái trạng thái hỷ trong đó, à, có những cái hỷ, à, chúng ta phải cần phải từ bỏ, phải đoạn trừ, nhưng mà có những cái hỷ mà chúng ta phải thực hành, à, để đạt được, à, chúng ta phải phát triển và phải duy trì. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, con thấy đã Kim Nhung kính tri ân sư rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân sư đã trả lời câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, quý vị trong đạo tràng có vị nào có câu hỏi không? Thì xin đưa bàn tay mình lên, cô Lợi Duyên bây giờ có sẵn sàng chưa cô Lợi Duyên? Không, mến chào Tâm An. Nãy giờ Nhật Quỳnh không thấy Tâm An. À, xả thú Nguyên Tịnh. Mời Nguyên Tịnh nghe. Dạ, có nghe được Yên Tĩnh không ạ? Dạ, có nghe âm thanh con không ạ? Dạ, con xin xuống ạ. Dạ, dạ, con kính tri ân. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thầy Nga Thích, con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức. Con thành kính đảnh lễ Ngài Pháp Thành. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo. Dạ, con kính đảnh lễ. Chào biết âm thanh. À, bạch Ngài tiếp tục cái câu của cô Kim Nhung á, về tất cả các loại hỷ á. Thì nếu mà có nhiều cái hỷ á, thì do cái mong phải nằm, nhưng mà ngồi thiền á, thì Ngài có lúc thì mình cảm nhận như nó dễ chịu, nó rân cả người, nhưng mà
Nhưng cái hỷ này cái dễ nó phải không bạch ngài, mà mình chỉ ghi nhận là trên thân thể mình trong lúc này nó cảm giác có những cái trạng thái nhẹ nhàng dễ chịu, và mình chỉ ghi nhận như ngài. Con kính thỉnh ngài giảng dạy thêm cho con được hiểu cái điểm này, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Thì đối với mà một cái vị hành giả, các pháp nó sanh khởi lên, mình biết, mình biết nó đang sanh, mình quan sát nó, nó diệt, mình biết nó diệt, vậy thôi. Chứ mình không có bám níu mà không có tìm kiếm, thì đó là cái thái độ chân chánh của một cái vị hành giả. Trước tất cả các đối tượng, dù là cái đối tượng là an an lạc, các cái trạng thái hỷ phát sanh, nó nhẹ nhàng, nó lâng lâng, nó rần rần, hay là hoặc là nó lắc lư giống như sóng tạc, hay là ánh sáng gì đó. Đó, tất cả là pháp nó sanh lên, mình ghi nhận, mình hay biết, quan sát nó sanh, nó diệt như thế nào, nó tăng nó giảm như thế nào biết đó. Đối với những cái đối tượng mà không có tốt đẹp, thấy không? Tê đau nhức, khi mà nó sanh ra thì đó cũng là pháp. Cho nên đó là các cái vị trưởng lão, các vị thiền sư mới nhắc nhở là không có đối tượng nào là tốt, không có đối tượng nào là xấu, không có đối tượng nào để chúng ta bám níu, không đối tượng nào mà chúng ta phải trốn chạy xua đuổi, tất cả các đối tượng chỉ là đối tượng, do mình so sánh, do mình so sánh, rồi cái tưởng nó vẽ vời ra, rồi cái mình ngồi thiền là mình mong cầu cái pháp hỷ nó phát sanh lên, cho nó được lân lân, cho nó an lạc. Còn mà khi mà cái tê cái đau cái nhức nó sân cởi lên thì mình bực bội, mình khó chịu, mình rực rãi, muốn muốn thay đổi, muốn muốn thay đổi hoài nghi, rồi không muốn hành thiền nữa, ha. Thành ra đó, chúng ta phải thấy, tất cả các cái pháp nó sân khởi là có nguyên nhân, đó. Rồi các pháp này nó sanh rồi nó diệt, tất cả những cái đối tượng mà mình cho là tốt hay là những đối tượng cho là xấu, nó cũng cũng sanh cũng diệt, cũng thay đổi, cũng tăng cũng giảm, nó sanh khởi là do nhân do duyên. Chứ mình muốn cũng được mà mình không muốn cũng được, mình không có điều kiện gì hết. Từ đó để mình thấy rằng gì, cái lời dạy của Đức Phật là sao, tất cả các hành là vô thường, cả các hành là khổ não, tất cả pháp là vô ngã. Đó là cái quy luật chung của tất cả dạng pháp ở trong thế gian này, cho nên mình hiểu biết như vậy, thì chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Đó thì cái sân hận hay là cái bám níu nó cũng là cái truyền cái để mà cản trở
cái sự tu tập của chúng ta, từ đó mà chúng ta biết để chúng ta vượt qua, để có sự tu tập tiến bộ hơn, đạt được những cái kinh nghiệm cao quý tốt đẹp hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của Nguyên Tịnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. À mà Nguyên Tịnh ơi. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính chào. Dạ con xin phép, bên con cũng khuya, con xin được phép hỏi một câu nữa. Dạ bạch ngài, khi mà dị vô thì cái do tỉnh giác với là cái chánh niệm nó yếu và bị cái những cái tư tưởng nó không có tốt lành nó dập thì nó quật xong người trở nên sân. Và nếu mà mình nếu mà xả ly á bạch ngài thì ngay cái giờ phút này á thì cái không có cái sự tỉnh giác mạnh như vậy đó, thì làm theo để mình có thể cái có một cái chánh tư duy, nó có cái sự sáng suốt để cái tâm nó bình tĩnh lại được bạch ngài. Con kính thỉnh ngài chỉ dạy cho được chút cái này nữa. Mới đến ngày con kính tri ân ngài. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì sự suy tư này nó là cái chi tầm, tức là cái sự sự hướng đến cái người mà thích mua sắm thì họ sao, họ hướng đến những cái gian hàng, cái người mà thích quần áo thì sẽ đi đến những cái gian hàng mà bán những cái trang phục, những cái kiểu quần áo mới, cái người mà thích những cái trang sức dòng vàng thì hay đi đến những cái tiệm mà nó bán đồ nữ trang, cái người mà thích đồng hồ thì đi đến những cái cửa hàng mà bán các loại đồng hồ, thì hả mình hướng đến cái điều gì, thì sao mình sẽ tìm đến những cái chỗ đó. Thì giống như ở trong thế gian đó, thì cái sự hướng đến của người ta là cái ngũ dục của thế gian, mà khi mà người ta đạt được những cái điều mà người ta hướng đến, ta tầm cầu thì sao, ta hoan hỷ, ta vui mừng. Còn nếu mà chúng ta là cái người mà tu tập, cái sự hướng đến của chúng ta là gì, là về các cái pháp, hướng đến cái sự tìm hiểu kinh điển lời dạy của Đức Phật, hướng đến những cái phương pháp để mà chúng ta phát triển những cái niệm, những cái định, đưa đến những cái tuệ, thì sao luôn luôn mình phải có cái niệm, rồi sao mình phải thẩm sát với cái trí tuệ đó, khi mà thẩm sát nó mình thấy cái mình không có nhìn cạn cợt mà mình phải nhìn sâu hơn, tức là gì, mình loại bỏ tất cả những cái gọi là chế định, những cái vỏ bao bọc bên ngoài, mình mới mới thấy được
cái thực tướng, cái thực tánh ở bên trong. Ví dụ như bây giờ có những cái máy móc, thí dụ như bây giờ cái một cái người mà người ta muốn thấy được những cái gì nó ở trong cái phổi thì người ta đi chụp X quang, không? Thì cái tia X này đó nó xuyên qua cái lớp da, để thấy được cái phổi ở trong nó có bị gì không, nó có bị tổn thương gì không, hay là có những cái khối u cái gì ở trong trong cái phổi không. Hay là hoặc là bây giờ cái siêu âm, cái siêu âm này để nó thấy được coi trong cái bao tử cái ruột mình gì đó, nó có bị cái vấn đề gì không. Đó thì cái thẩm sát này đó nó cũng giống như những cái máy móc này à. Nó vượt qua những cái vỏ bọc ở ngoài, nó thấy sâu hơn, nó thấy sâu hơn cái thực tướng của đối tượng. Đó, còn nếu mà mình nhìn trên cái niệm, với cái tuệ bình thường thì mình mới thấy được. Mà mình phải thẩm sát, tức là mình sâu hơn, sâu xa hơn, xuyên qua, hay là mình nói là những cái người ta muốn lọc đó, nước nó phải thẩm thấu qua những cái bình lọc, bình xứ xốp hay là cái gì đó, để nước nó thẩm thấu qua đó, nó xuyên qua thì cái nước nó xuyên qua được, nhưng mà những cái chất cặn bã đó thì nó bị lọc lại. Đó, thành ra đó mình cũng phải có cái trí tuệ như vậy đó. Mỗi ngày mình phát triển cái trí tuệ mình nhạy bén hơn, sâu xa hơn, để mình thấy được tất cả các cái đối tượng. Ví dụ hồi đó mình chỉ nhìn mình thấy cái người thôi, người mà hồi đó mình còn phân biệt người nam người nữ, đẹp xấu cái này cái kia. Nhưng mà khi mà mình học chi chữ pháp thì bây giờ mình thấy làm sao, chỉ là một cái chúng sanh, hoàn toàn không có người này nữ, người nam người nữ là do tục đế, do chế định. Đó, cho nên là chúng ta phải phải đi sâu xa hơn. Rồi sao, rồi bây giờ mình thấy là cái gì, là chỉ là danh là sắc, chỉ là danh và sắc, và cái gì nữa, chỉ là sanh diệt, sanh diệt theo quy luật định lực của tam tướng vô thường khổ và vô ngã, chứ không có gì hết. Khi mà mình xuyên qua được cái chế định để mình thấy được cái sâu xa ở ở trong cái này đó, mình thấy được cái thực tánh thực tướng thì cái gì, đất nước lửa gió nhân duyên, hay là danh sắc, là gì, tất cả đều sinh diệt theo quy luật tự nhiên, bị vô thường khổ vô ngã chi phối, hoàn toàn không có một một chúng sanh, một người nam người nữ vậy. Đó, thì khi như vậy á, mình quan sát ở trong cái nội thân mình, mình quan sát trong cái nội thân mình thấy được, thì mình nhìn tất cả những cái đối tượng bên ngoài, nó cũng giống như vậy. Cái lớp ngoài nó được che đậy bao bọc bởi y phục, bởi da, này kia nọ, thấy không? Nhưng mà sự thật ra gì, nó là một
bên trong nó là tất cả những cái vật bất tịnh, thịt gân xương tủy thận, đàm mũ nước máu, đúng không? Tất cả đều là cái vật bất tịnh, không có gì đáng để chúng ta thọ thích. Thành ra đó, chúng ta muốn muốn phát triển cái tầm của mình, cái sự suy tư của mình, thì sao? Chúng ta phải học hỏi và phải hướng đến. Hướng đến gì? Hướng đến pháp. Cái người mà họ thích uống cà phê thì có hướng đến những cái quán cà phê. Cái người thích thích hút thuốc thì họ hướng đến những cái cửa hàng mà bán thuốc lá. Cái người mà thích uống rượu thì sao? Họ đi tới những cái quán rượu đó. Cho nên á, là khi mình có sự hướng đến cái gì thì nó sẽ tầm cầu tìm kiếm như đó. Cho nên là gì mới nói là cái hoài bão, cái hoài bão, cái mong muốn, hay là cái pháp dục, thì nó sẽ dẫn dắt mình hướng đến những cái điều tốt đẹp. Còn cái tham dục thì nó lôi cuốn mình trôi lăn vào trong sanh tử luân hồi. Còn cái pháp dục thì nó sẽ hướng mình đến những cái điều tốt đẹp lần hồi để thoát ra cái sanh tử luân hồi. Thì chúng ta phải biết, phải phát triển coi như cái suy tư, cái hướng đến cái hoài bão của mình, thì mình sẽ đạt đến những cái điều mà mình tầm cầu. Xin giải đáp cái thắc mắc của Nguyên Tịch. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con dạ mà. Dạ con, dạ con không thấy cô Nhật Quỳnh để con xin kéo câu hỏi của cô. Dạ con sẽ đưa cái câu của cô đại diện sao chép. Câu hỏi của cô là bạch ngài, vô minh là không sáng suốt. Tệ duyên không ổn lúc cùng. Dạ, câu hỏi của cô là vô minh là không sáng suốt, vậy vô minh có bao nhiêu pháp? Dạ con kính thỉnh ngài ạ. Con mới đến ngài. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sằng Ca giá. Thì vô minh á, vô minh là không sáng suốt, mà hỏi nó có bao nhiêu pháp thì sư không có giải đáp cái con số chính xác được. Tại vì á, giống như Đức Phật có dùng cái hình ảnh để mình hiểu, giống như cái ngôi nhà nóc nhọn, thấy không? Tất cả các cái ruồi mè kẹo rồi gì đó
nó hướng về cái đỉnh của cái nóc nhọn đó. Thì từ cái vô minh này nè, hay là cái sở hữu si này, mà nó sẽ biến hóa, nó biến hóa thiên hình vạn trạng, không biết được cái vô minh nó có bao nhiêu cái mặt nạ. Thành ra đó mình chỉ biết rằng là khi nào mà chúng ta có sự lẫn lộn mê mờ, không định tĩnh, mà mình biết lúc đó mình có si mê. Mà hả, mà có si mê thì sao, là vô vàn phiền não khổ đau. Còn khi nào mà chúng ta có sự giác tỉnh đầy đủ, hiểu biết rõ ràng ngay trong cái giây phút hiện tại, mình biết rõ đối tượng như thế nào, biết rõ như thế đó, tức là lúc đó mình có trí tuệ. Mà khả khi có trí tuệ không? Thì vô minh diệt, mà vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Đó đó, cho nên á là vô minh và trí tuệ nó là giống như bóng tối và ánh sáng vậy nè. Kiểu gì thấy á, cái ánh sáng của mặt trời thì nó soi sáng tất cả những cái ngóc ngách, những cái nơi nào mà cái ánh sáng nó có thể đến được. Rồi cái vô minh là bóng tối, bóng tối thì nó thể che đậy tất cả những cái nơi nào mà ánh sáng không thể tới được. Vậy đó, chứ mình giờ không biết là cái vô minh là bao nhiêu pháp. Cái duy diệu pháp thì á là cái gì, vô tỷ pháp. Vô tỷ pháp thì cái vô minh á là nó cũng gần gần như vậy. Nó thiên hình vạn trạng, cả những cái phiền não khổ đau đều xuất phát từ vô minh. Vô minh không hiểu biết, si mê mà mình mới hành động nói năng, thì gì, tạo thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp. Từ cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp này bất thiện đó, nó tạo vô vàn các pháp bất thiện, nó gieo không biết bao nhiêu những cái chủng tử không tốt đẹp đó. Thì mình không có để đếm xuể đâu. Ví dụ như bây giờ á, nội mà ái mình tính là sáu căn sáu trần, sanh ra sáu súc, sáu súc sanh ra sáu ái, sáu ái sanh ra sáu thọ, nó dài 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 ra, tới tính ra tới cả cả ngàn cái loại lắm. Thành ra thôi, nhiều quá mình tính không có sể đâu. Ngay lúc nào mình biết cái trạng thái tâm của mình ngay lúc đó, mình biết khi mình đang ngồi thiền mà giờ cái tâm mình nó trạo hối, nó nhớ lại những cái chuyện quá khứ, mình biết mình đem nó trở về. Rồi nếu mà nó mong cầu ham muốn gì đó, biết đem nó trở về. Vậy thôi, chứ còn bây giờ mà nói nó có bao nhiêu pháp thì đâu có, không có đếm xuể đâu. Chỉ có những cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, hay là bậc coi như là đại trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất rồi thì miễn may. Chứ còn cái trí của sự thiệt thôi, xin quý vị cũng quan thủy nha, còn hạn chế lắm. Xin giải đáp cái thắc mắc của đại viên, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nói mô Bụt Thầy giá. Sa thủ đành thai,
Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của phụ nữ tự duyên. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con có một cái câu hỏi của người bạn nhắn cho con. Dính mắc cũng là một điều phiền não, tuy cố gắng sống với thực tại nhưng vẫn bị mắc kẹt. Con xin phép hỏi, hành thiền thường xuyên có rơi rụng được không? Hay có cách nào khác? Và con cung thỉnh ngài gì? Con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi giảng giải câu hỏi của một vị Phật tử ạ. Con kính dâng minh đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Chúng ta hành thiền nhưng mà với cái tâm lý như thế nào, với cái thái độ như thế nào là cái điều quan trọng. Nếu mà chúng ta hành thiền với cái tâm mà mong muốn để đạt được điều này điều khác, đạt được an lạc hạnh phúc gì đó, thì cái này cái tâm lý, cái thái độ này gọi là không không có đúng đắn. Thành ra có một cái vị thiền sư đã nói rằng á, chúng ta hành thiền không phải để đạt được cái gì mà để chúng ta hiểu biết được tất cả các đối tượng xung quanh ta và trong nội tâm chúng ta. Thành ra ngài Chotika ngài nói chúng ta thực hành để biết những cái ngóc ngách tâm tối ở trong chính nội tâm chúng ta, mà chính những cái ngóc ngách tâm tối này đó là cái gì, là nơi mà tất cả những cái phiền não trú ẩn. Thì mình đừng mong đạt được cái gì hết á, mình chỉ quan sát nó, biết nó như thế nào, biết như thế nó là đủ. Đừng có xua đuổi nó mà cũng đừng bám níu nó. Cho nên á, giữ cái thái độ bình thản hay là cái con đường trung đạo để chúng ta thực hành thì mới đem đến cái lợi ích. Còn mà chúng ta bị đời sống phiền não quá, trời ơi khổ quá, hành thiền cho hết khổ, hành thiền để đạt được cái an lạc, hành thiền được đạt được sơ đạo sơ quả, thế này thế khác, thì cái đó là cái thái độ không đúng đắn. Chúng ta chỉ hành thiền để biết được rõ ràng ngay giây phút hiện tại đó cái tâm của chúng ta nó là như thế nào, cái thân của chúng ta như thế nào, mình biết rõ ràng đầy đủ như thế đó, chứ còn ngoài ra là đừng có mong cầu bất cứ điều gì, tại vì tất cả các pháp là vô ngã mà, dù là mình mong cầu giải thoát cũng không đúng nữa. Cho nên đó là chúng ta phải giữ cái thái độ đúng đắn, thái độ chân chánh ở trong pháp hành thì chúng ta sẽ có được những cái an vui trong cái pháp hành. Còn nếu chúng ta thực hành nhưng mà thúc đẩy bởi phiền não thì đó, nơi nào phiền não có mặt thì khổ đau có mặt.
mong cầu hoài không được thì chán nản, chán nản khổ đau rồi bỏ rơi, không có nỗ lực tiếp tục thực hành. Trời đất ơi, tôi ngồi tôi tưởng đâu là an tịnh, an vui, an lạc, pháp hỷ nó phát sanh, hạnh phúc. Trời ơi, ngồi gì đâu mà đau, mà tê, mà nhức, đủ thứ chuyện hết, khổ quá, mà hạnh gì. Đó, cho nên đó, là có những người tại vì không có hiểu biết, rồi cái tâm lý, cái thực hành của mình nó thúc đẩy bởi phiền não, rồi là đâm ra là hoài nghi, không có sự nỗ lực, rời bỏ cái niềm tin, rồi không có sự tin tưởng hoàn toàn vào Tam Bảo, thì cái đó đó là do mình hành không đúng phương pháp, không đúng cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta tìm hiểu rồi chúng ta có chuẩn bị cái tâm lý, cái thái độ chân chánh, thái độ đúng đắn, trong cái pháp hành, thì nó sẽ đem đến cái sự an vui, đạt được những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ nó sẽ lần hồi nó phát sanh. Cho nên á là giống như mình trồng cái cây, mà mình cứ ngồi đó mình cầu khấn vãng sinh cho nó mau kết quả, đâu có được. Nó phải từ từ đầy đủ cái bộ rễ nó phát triển, rồi thân nó phải phát triển, điều kiện thời tiết thổ nhưỡng đầy đủ thì dầu mình không mong cầu nó cũng trổ quả. Còn bây giờ mình trồng xuống rồi mình cứ ngồi đó mình quỳ lại cầu khấn vãng sinh, mình kêu nó trổ cũng sao trổ được, không? Cho nên á, chúng ta làm cái công việc của mình. Cho nên Ngài Hòa Thượng Siêu Minh Ngài nhắc hoài, mình làm cái công việc của mình là giữ thái độ chân chánh đầy đủ chánh niệm tỉnh giác đi. Mình đừng có làm thay công việc của Pháp Bảo. Cái quả nó đưa đến lúc nào, thời gian nào là cái đó là cái công việc của Pháp Bảo. Vậy đó, mình cứ làm cái công việc của mình giống như cái người nông dân vậy đó. Bây giờ đến mùa vụ thì cày đất, xới đất đồ cho nó đàng hoàng, rồi gieo hạt giống xuống, rồi sao phải cho nước nôi nó đầy đủ, phân phướng đầy đủ, thì đến lúc cái mùa vụ nó ấy thì nó sẽ cho cái quả tốt đẹp. Bây giờ á cái niết bàn cũng vậy, niết bàn là nó vượt ngoài cái thế gian nè. Cho nên á mình nỗ lực đi, mình nỗ lực, mình tu tập, mình tạo trữ đầy đủ các cái công đức, các cái pháp độ, trí tuệ rồi cái nọ nó viên mãn, thì tự nhiên á nó sẽ đạt được. Thế còn mình ngồi đó mình cầu khấn mình đạt được niết bàn thì làm sao còn đạt được. Cho nên á là đừng bao giờ mong cầu cái gì hết á. Khi mà mình mong cầu á là ví như á, hồi đó mình mong cầu vật chất thế gian á là mình vác cái bao đất bao đá, vác cái bao đất bao đá nặng 100 kg, thì khi mà mình mong cầu đạo quả, mình mong cầu niết bàn á thì nó cũng giống như vậy,
cũng giống như giác cái bao này bao vàng mà cái sức nặng của cái bao đất 100 kg sao thì cái sức nặng của cái bao vàng cũng 100 kg y vậy à. Cho nên bây giờ á là chúng ta muốn giải thoát thì sao? Đất đá cũng quăng bỏ, mà bây giờ vàng ngọc gì cũng quăng bỏ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng giải thoát, đơn giản vậy thôi à, chứ đừng có mắc cầu hết á. À, cho nên á là khi mà mình mong cầu à được vật chất thế gian, tiền tài danh vọng, thấy không, thì khổ đau. Mà bây giờ á mình mong cầu đạo quả, mong cầu giải thoát thì nó cũng khổ đau y vậy ha. Tại vì á quý vị nhớ rằng nơi nào có mong cầu là có vô minh, có phiền não, mà có vô minh có phiền não thì sẽ đưa đến khổ đau, đơn giản vậy thôi hả. Chính hỷ nó là gì? Nó là truyền cái, nó ràng buộc. Cho nên là khi nào mà chúng ta không còn mong cầu, Nam mô Bụt Thầy giác, và không biết là quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu. Cho nên nó là có đôi lúc á chúng ta nếm được cái hương vị của niết bàn mình cũng không biết, rồi mình cứ chạy mình đi tìm kiếm tầm cầu. Thành ra đó cái niết bàn á không phải là ở bên Miến Điện, không phải là ở bên Ấn Độ, không phải đâu đó. Thì trong một cái bài kinh Đức Phật đã nói rồi, khổ đau ở chỗ nào thì mới trị chỗ đó. À, khổ đau ở trong cái thân ngũ quẩn này thì phải trị cái khổ đau đó. À, thì hết khổ đau thì niết bàn, thì giải thoát. À, chứ có gì đâu. À, cho nên á là mình á vì mình cứ lăng xăng đi tìm kiếm niết bàn hoài mà mình không thấy niết bàn. Tại sao? Lúc đó vô minh có mặt thì làm sao có trí tuệ. À, bởi vì khi mà mình lăng xăng mình đi đi tìm kiếm niết bàn là gì, là vô minh, là phiền não rồi, thì làm sao mà có trí tuệ để mà thấy được niết bàn, đúng không? Thành ra đó chúng ta cứ cố gắng nỗ lực thực hành à đúng theo lời dạy của Đức Phật à, với thái độ chân chánh đi trên cái con đường trung đạo à, chúng ta ráng cố gắng làm đầy đủ các cái bổn phận của mình à, tạo trữ các cái công đức phước báo, các pháp độ à, thì khi nào mà đủ duyên tự nhiên mình sẽ hiểu à, lúc đó mình tự mình hiểu chứ mình khỏi cần phải hỏi ai à, còn bây giờ mình cứ lăn xăn mình đi tìm hoài thì không bao giờ gặp đâu. Thành ra ở bên Bắc truyền họ có cái câu ví dụ đó, cái viên ngọc nó ở trong cái lai áo á, đúng không, mà mình cứ lăn xăn mình đi tìm hoài, tìm hướng đông, tìm hướng tây, tìm hướng bắc, tìm cho đến khi mà rã rời mệt lả thì tự nhiên cái bắt đầu lúc đó mình sờ sờ mình thấy trời ơi, viên ngọc nó nằm đây, mà đó giờ mình cũng thấy mình cứ tầm cầu mình chạy đi đầu này chạy đi đầu kia mình tìm kiếm đó. Thành ra đó Đức Phật cũng nói rằng khổ đau cũng ở trong thân của ngũ quẩn này,
mà giải thoát. Niết bàn cũng ở trong thân ngũ uẩn này à, không có, không có cần phải tìm cậu ở đâu hết à. Tại vì khi mà cái dính mắc thì nó đem đến khổ đau, mà khi chúng ta buông bỏ, xả bỏ rồi, được rồi đó, thì giải thoát. Thấy không? Cái sợi dây nó cột trói. Thì bây giờ mình làm sao, bằng phương pháp nào đó mình lần hồi mình mở cái sợi dây, hoặc là mình có cái dao bén mình cắt đứt được cái sợi dây à, thì mình giải thoát. Thì thôi, bây giờ cái bếp lửa nó đang cháy, nó nhiệt não lắm, nóng bức lắm à, bây giờ á, một là mình cứ rút bớt những cái củi, mình không có đưa thêm củi vô cái bếp nữa, thấy không? Hai là sao, mình dùng cái một thùng nước cho thật nhiều, mình có thể dập tắt được cái bếp lửa, thì tự động lúc đó cái bếp nó nguội lạnh đó. Thì cái trạng thái của Niết Bàn là nó hoàn toàn nguội lạnh vắng mặt của phiền não à. Còn khi mà khổ đau là gì, sự bức bách à, thiêu cháy của cái phiền não vậy thôi đó. Mình hiểu vậy, mình ráng cố gắng, mình nỗ lực à, tu tập à, chứ đừng có mong cầu à, đừng có chạy đầu này chạy tìm kiếm gì hết, mà mình phải quay lại với chính mình à, để mình ráng cố gắng nỗ lực tu tập. Nhà xin giải đáp cái thắc mắc của cô Tị Duyên. Dạ, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, xà thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của cô tu nữ Tị Duyên, và con cũng thấy trong đạo tràng rất là hoan hỷ với câu trả lời của Thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, quý vị nào còn câu hỏi nữa không quý vị? Chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Dạ, quý vị còn câu hỏi không? Nhật Quỳnh thấy có Tô Thị Phụng nè. Tô Thị Phụng, à mời Nguyên Tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Phật Thanh. Dạ cho con còn thắc mắc một chút đó bạch ngài, cho con xin hỏi với, cũng không có mong cầu, nhưng mà thường cảm nhận hay sau khi tu tập rồi đó ngài, thì bình thường đừng có mong cầu, nhưng mà khi sau khi tu tập rồi á thì chỉ nói là những cái phước báo con sẽ đi về hướng con đường tu tập hay là niết bàn gì đó à, thì hay là không cần phải nguyện gì hết bạch ngài, nhưng mình làm như vậy thì cái phước tự động nó sẽ như vậy thôi. Xin ngài giảng giải một chút xíu này nữa con được thông thông bạch ngài, con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá à, khi mà mình à, nguyện á, mình phải xem lại cái thái độ của mình à, cái nguyện này nó là cái hoài bão à, nó dẫn dắt, nó nhắc nhở à, mình ráng nỗ lực tinh tấn để mình đi trên cái con đường đó, mình hướng đến cái mục tiêu
Hai là mình nguyện này mà mình với cái thái độ là cầu khấn là không đúng. Nhưng mà nguyện để luôn nhắc nhở mình hoài bão hướng đến cái sự an vui giải thoát. Thế còn nếu mà nhiều khi mà mình không cái chí nguyện mình mà không có mạnh mẽ đó, thì cái quyết định độ mình mà còn non yếu á, là có nhiều khi á mình đạt đến những cái an lạc cái mình lo mình thụ hưởng mình quên đi. Thành ra cái chí nguyện này á là để nó luôn luôn nhắc nhở mình hướng đến, giống như cái chiếc thuyền ở trên biển, người ta thấy cái đèn nó đang có cả ánh sáng nó rọi, người ta trông vô cái hướng đó để nhanh chóng đi đi đến cái bờ đó. Thì cái chí nguyện của mình cũng vậy, mình nhắc nhở tất cả các cái thiện sự mà mình làm đây đó, mong rằng mình tất cả cái kiếp sống nào mình cũng gặp được chánh pháp, tu hành tinh tấn để đạt đến nơi giải thoát. Có nhiều đó thôi. Thì ngay như như Bồ Tát hồi lúc mà ngài mà còn thực hành các cái pháp độ, ngài cũng phải có cái nguyện vọng. Bởi vì mới nói là nguyện vọng dẫn dắt người đi. Nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta cái hoài bão, cái chí nguyện, cái nguyện vọng này, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực để mà đạt được. Chúng ta không phải là cái nguyện vọng mà mình ngồi đó mình cầu khấn gian xin để mà đạt được. Cho nên á, hai cái cũng là nguyện vọng, nhưng mà mình phải coi cái thái độ nó như thế nào, nó có phiền não xen vô thúc đẩy ở phía sau không, hay là một cái là cái thái độ chân chánh. Nếu mà mình tham muốn, cũng mong muốn đạt được giải thoát cho sớm sớm chút. Trời ơi, bây giờ thấy đau khổ này tôi chán quá rồi, bây giờ mình muốn giải thoát sớm là không được. Nhưng mà mình ráng cố gắng nỗ lực và mình nguyện là những tất cả những cái pháp hành này, những cái nhân duyên tốt đẹp này nè, không có cầu mong làm vua chúa, không có mong cầu mong làm chư thiên, không có cầu mong bất cứ những cái gì ở trong thế gian này, chỉ hướng đến cái con đường chấm dứt khổ đau vậy thôi đó. Thành ra đó, nhớ rằng chúng ta nguyện vọng hoài bão nhưng mà để hướng đến cái điều cao thượng tốt đẹp, chứ đừng có quý vị thấy rằng các vị thánh A-la-hán cũng vậy, khi mà các ngài mà đạt đến cái thánh đạo thánh quả rồi đó, các ngài cũng không còn ham muốn ở trong thế gian này, nhưng mà bây giờ đâu có làm gì được đâu, phải chờ đợi cho đến cái nhân duyên nó đến, lúc đó mới từ bỏ cái thân ngũ uẩn này để mà đạt đến cái trạng thái vô dư niết bàn. Còn các ngài đã đạt được niết bàn rồi đó, nhưng mà còn mang cái thân ngũ uẩn này, cái gì còn hữu dư niết bàn, tức là còn phải chịu sự chi phối trên cái sắc uẩn, mặc dù cái tâm cái danh uẩn là nó được giải thoát rồi đó, nhưng mà cái sắc uẩn các ngài cũng còn bị chi phối bởi bệnh tật khổ đau và nghiệp báo, phải không? Đó, cho nên đó là mình cũng giữ cái tâm như vậy đó, chấp nhận. Bây giờ là mình ráng cố gắng tu tập tạo trữ các cái pháp độ để hướng đến cái sự giải thoát đó.
À, chứ đừng có cố. À, bây giờ phải thoát khỏi. À, thì cái thái độ đó là cái thái độ trốn chạy. Còn cái thái độ của các vị thánh là cái thái độ chấp nhận. À, các pháp hành xả, bây giờ nhân duyên nghiệp báo mình thiếu nợ, bây giờ mình phải trả xong rồi mới đi được chứ, mình còn nợ nần ai cho mình đi không? Nên à, thôi bây giờ mình phải vui vẻ, mình phải chấp nhận để mình trả vậy đó. Thành ra cái chí nguyện chúng ta nhớ cũng vậy, à đơn thuần để chúng ta đạt đến cái sự giải thoát, à chứ còn phải mà mình mong cầu đạt được cho sớm, để giải thoát cho sớm, để đạt được niết bàn cho sớm, à, thì cái thái độ đó là cái thái độ không có đúng đắn, không có chân chánh. À, còn chúng ta hướng đến để thực hành nỗ lực đạt được cái giải thoát, thì hai cái thái độ nó cần phải xem xét để chúng ta đi cho nó đúng đường lối, đúng hướng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì chắc thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. À, bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối, và sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt với phước báo này, kính dâng đến các bậc hữu ân, các vị trưởng lão hòa thượng. À, cầu mong các ngài pháp thể khang an, và chúc cho tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, với thiện sự mà chúng ta đã làm này, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, sớm thoát khỏi khổ đau dịch bệnh tai ương. À, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú lành thay, con xin thay mặt đại chúng bằng trâm thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải và cũng như trả lời những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con học hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và đạo tràng có nghe được âm thanh nhiều không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Dạ cảm ơn Châu Phan, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn cô tu nữ Phật Hạnh và dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Và dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na vạn đề hằng ba đà phận sum và ruột tam ăn bút tay vô khả lý tâu đô sơ bút thâu khả ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na vạn đề hằng thăm anh cha đức quý thăng và răng thầm mê vô kha li tô đổ sâu thầm mô khăm ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na vạn đề hằng sanh khanh cha đều vì thoát tam ăn sanh khê vô khả ni tâu đâu sâu sanh khô tham mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phật và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi phục chúc cho đạo tràng. Và con kính nhân bích trên sư. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Ca Giá, và xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sáng hôm nay.
Tu phà quê nà sa đà sô thi phà hoành tu tê, tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha giá. Sa thu lành thai và đề quá ta thành ti vi ha ra qua chi ni thù bề khả rệ bơ thi ca rệ tại hiện tại hình ta tham ma đa nê na tha wan tu bu chi ta so thành ca rộn tê ta vi ha ra man đa lê tại ra cha mat cha na qua ca cha phi kha bồ sa ra mi ca đa na ba ti u ma sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sa ba na phu ta su khi ta pa wan tu tê cha ra vui cha ye vi cha an da sam phát qua sanh se da cha ta a tha vô bất ba thi ca đều gia ni căn thầm ma qua răng ba tịch cha tê sap bể bi đu kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tặng thầm mô thầm ma tha ra cha phu ca la sang go ho tu sam mặc go wa a tha cha cha hi ta nha cha am he ra ka tu sap thầm mô sap bể bi thầm ma cha thi nô phu thinh sam ba bu nãy gia ma thầm ma đi dập ba quê đi tê ngưỡng cầu ca cấn chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thực nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thi trụ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu vẫn được phần an khương chúng sanh bương loại không lường nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành.